Hello, xin chào các bạn, mình tên là chim cánh cụt Lego. Mình vừa làm video thôi chứ có gì sai sót, mong các bạn thông cảm nha. Giờ bọn mình sẽ bắt đầu vào video thôi nào. La 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 la. Mình là Lego, chim cánh cụt Lego. Mình sẽ đi nấu ăn cho mọi người nha. Thôi mình nấu ăn xong rồi mình sẽ đi ra chơi thôi. Uống nước. Không biết hồi nữa bán chim cánh cụt là nước có đến đây không ta. Mình là chim cánh cụt lửa. Không biết đến không ta. Không biết mình đến không ta. Xin chào tất cả, xin chào bạn lứa. Đây là tập phần 1 nha các bạn. Đây là tập phần 1 của bọn tớ. Mong các bạn cho bọn tớ nhiều like nha. Bọn tớ làm ít thôi. Thôi tạm biệt các bạn. Bọn tớ sẽ mỗi mấy nhà đôi em mỗi người chỉ cần đi.